Rồi, em xin chào cả nhà nhá. Chào tất cả cô chú anh chị em Miêu Lan trên mọi miền Tổ quốc. Lại tối rồi cả nhà. Ngày nào cũng thế đây cả nhà nhìn này. Ngày nào hàng nó cũng về đây. Đấy. Nhìn tươi chưa? Tươi chưa cả nhà? Thế cả nhà thử nghĩ xem nếu mà ví dụ em lấy với cái số lượng ngày nào nó cũng như thế này. Đấy, ngày nào mọi người cũng ủng hộ thế là hết hàng thì theo mọi người lấy nhiều như thế thì giá nó như thế nào? Nó sẽ hợp lý hơn cả nhà nhá. U lồi đây, u lồi cắt tỉa hết rồi. Đấy. Cho mọi người xem qua nhá. Cô chú hôm nay mọi người xem kỹ vào. Hôm nay rất nhiều những cái hình em chọn và nhiều những cái hàng nó mùa này là bắt đầu ghép nhá cả nhà nhá. Hợp lý để mùa này mọi người ghép. Cái gì đây? Ô, có cái chồn đâu này. Ơ, có cái đùi gà. À không. Đấy. À, em quay ở ngoài đâm ra nó hơi muộn nhá. À, giớn thì em lấy về để phục vụ mọi người đây. Nói chung là cái giớn này thì em dường như là mọi người mua thì mua kèm với lan thì gọi là em gửi cùng để cho mọi người về đỡ phải đi mua thôi. Nó thật là cái giớn này coi như em đi mua hộ này, giá em mua như nào em bán cho mọi người như thế. À, cái giớn này thì nó rất thích hợp để trồng cây lan. À, hai là nó giữ ẩm tốt cả nhà nhá, cô chú nhá. Cứ 25.000 một chậu như thế này, 25.000 một chậu như này, bác nào lấy thì cứ gửi kèm lan cho em cũng được. Đấy, 25.000 một chậu. Đấy. Rất nhiều. À, muối tua vẫn 100.000 một cân nhé cả nhà nhá. Đấy. Những dề rất tuyệt vời. Muối tua như này nó thật là cả nhà sao không hiểu tại sao mọi người mua về mọi người bán có lời. Nó thật ra 100.000 về cước các thứ mọi người về chia sẻ xung quanh gọi là mấy anh em chơi lan mọi người cũng có lời. Gọi cứ mọi người cứ thử kinh doanh đi, cứ thử bán đi. Nếu bác nào mà có hứng thú về cái món này thì mọi người có thể liên hệ với em thì em ví dụ như là hôm nay em lấy được bao nhiêu cân này em chia sẻ cho mọi người với cái giá lại là giá để mọi người về mọi người bán. Thì em sẽ chia sẻ cho mọi người nhé cả nhà nhé. Muốn 100.000 một cân cả nhà nhé. 100.000 một cân. À, nếu mà mọi người bỏ ra tầm 500 một triệu thì mình được một cái khu vườn để chơi hoàng thảo muối tua rồi. 100.000 một cân nhé cả nhà nhé. Kiều vàng mùa này ghép thì nhìn cái rễ lên phê lắm cả nhà. Mọi người về ngâm cho em cái thằng qua cái thằng kích rễ Atonic cho em nhé. À, kiều vàng này thì nó nhược điểm một tí có nghe là nó... Khi mọi người mua này thì nó sẽ bị hao cây. Và cái hai là thân này nó sẽ nếu mà để lâu nó hơi tóp tóp kiểu thiếu nước ấy. Đấy. Và lá ở nó thì lại nhanh vàng lá. Nên ra mọi người lưu ý là khi mua có thể là để trong hộp 1-2 ngày thì những cái số lá vàng ấy mọi người vặt đi cho em nhé. À, thường thì người ta sẽ để cho rụng tự nhiên. Nhưng mà rụng tự nhiên thì nó sẽ bám vào những cái giò ở dưới. Ví dụ mình treo trên cao nó sẽ rơi vào những cái giò ở dưới dẫn đến là nó hay bị nấm mốc nghe cả nhà nhá. Kiều vàng này là 220.000 một 200.000 một cân cả nhà nhé. 200.000 một cân kiều vàng. Đây là hôm nay thì có lô toàn size trung bình tầm 40 nhé cả nhà nhé. 35-40 nên mọi người cân đối nhé. Đây, em cắt tỉa sạch sẽ đấy. Còn cái gì nữa đâu. Lấy hàng của em nó sạch sẽ này. Đấy. Em chỉ mong là ngày nào về hết ngày đấy. Ngày nào cũng hàng tươi, không có hàng tồn đọng. Rồi, mời mọi người qua những cái hàng mà em phân chia ra như này. Có nghĩa là những cái thuộc những cái dòng hàng chọn như cả nhà nhá. Chọn và những cái hình mẫu để cho mọi người có thể. Bác nào mua thì lại là cứ cái mẫu cái hình như thế để mọi người có thể hết. Không có cái hình đấy thì mọi người chọn ở ngoài cho em nhá. Rồi, hình đầu tiên, hình số 6, 180.000. Cả nhà nhận ra loại này rồi. Chắc là mọi người xem like em thì thi thoảng vẫn bán loại này. Hoàng thảo nghệ tâm nhé cả nhà nhé. Rất là hiếm. Nó chỉ có những cái giò nhỏ này thôi. Nguyên bản này. Nguyên bản nhỏ này thôi cả nhà nhé. Không có những cái giò to hẳn đâu. Nghệ tâm thì ít lắm cả nhà. Thân nó nhỏ nhưng mà hoa thì nó lại thơm to. À, thơm to, rất thơm to nhé cả nhà. À, các bác, cô chú thì... Động viên cho em chút nhá. Động viên cho em chút là cho em xin một like nhá. Rồi món gà luộc đây. Gà luộc Tây Bắc nhé cả nhà nhá. Gà luộc Tây Bắc đùi gà tròn. Em quay này này. À, bị cái này là lấy từ rừng về nó bị gãy mấy cái ngọn nhá. Đấy. Thường nhiều bác thì cũng là nó thật ra là cũng quan trọng hóa vấn đề lên nhiều quá. Ví dụ mùa này
mùa này nó thắt ngọn rồi, nó bóp ngọn thì nó ví dụ nó bị gãy đầu búp này, cá thì nó không vấn đề gì, tại vì có một một tí ở trên này thì nó cũng chả ra hoa, mà nó chả có thằng này thì nó chả lớn lên nó thêm được một tí nào nữa, nó chỉ phình ra cái chỗ này nữa là hết vị đấy, nó cũng chả ra bông được. Nếu mà được bông thì được bông như này, nên mọi người cân nhắc mua hàng rừng thì không bao giờ nó có gọi là cái tuyệt đối được người ta vận chuyển từ trong rừng nha. Hình số 7 đùi gà tròn nguyên bản, hình số 7 hình đùi gà tròn nguyên bản 150.000 nhé cả nhà nhá. Hai khúc nguyên bản. Đặt vào chậu thì phê. Đấy, 150.000. Hai khúc nguyên bản nhé cả nhà nhá. Đây. Trên rừng thì rêu hay bám này nó giữ ẩm rất tốt này. Đấy, giữ ẩm tốt. Thường các bác mà trồng lan ở vùng xuôi ấy, theo em mọi người nên thêm cái rêu vào cho để cho nó giữ độ ẩm nhé. Hình số 7 150.000. Đây, người ta phải tước ấy. Tước ấy. Tươi nha. Hình số 8 120.000, đùi gà tròn nguyên bản nhé cả nhà nhá, 1 số 8 120.000 đấy. Em đưa lia máy này cho nó cho mọi người nhìn cho tứ xung quanh. Hình số 8 120.000. Bán hàng theo video này ấy, theo hình à theo quay này thì nó sẽ thực tế cái hàng hơn cả nhà nhá. Đấy. Đùi gà tròn nguyên bản. Đấy. Thân này là thân cũng chưa có hoa nhá. Nó cũng bị gãy mất cái đầu ngọn ở trên này này. Đấy. Đùi gà tròn mầm từ bắt đầu có đang lên. Nó đẻ mà, gà nó đẻ nhanh lắm, nhiều vụ. Một năm nó đẻ 2 lần. Một năm nó đẻ 2 lần cả nhà nhá. Trên em mà đặc sản đùi gà tròn. Còn đùi gà dẹt ở trên Lai Châu thì ít cả nhà nhé, không có. Đùi gà dẹt thì nó lại mãi ở Cao Bằng với các tỉnh khác cơ. Hình số 9 220.000. Hình số 9 220.000 cả nhà nhé, 3 khúc nguyên bản. Hình này thì mini này. Cũng nguyên bản nhưng mà mini lọc vỏ tươi này. À, em bảo mọi người này, trên em mới phát hiện ra cái loại cái cây ấy, cây mà cho cái dòng kèn nó mọc lên ấy. Nó chuyên hoàng thảo kèn, nó sống trên cái cây đấy, cái cây nó giữ ẩm mà nó tươi tốt, trồng lan cực kỳ tốt, hợp tất cả các loại lan luôn, nhưng mà em chưa kiếm được em tại vì cái đấy nặng vận chuyển nó khó, nên là khi nào em lấy được em sẽ chia sẻ cho mọi người nha. Hình số 10 280.000, đùi gà tròn nguyên bản 280.000. Cái này về cứ thế ốp vào cây cau ấy, nó đúng vừa một cây cau này, hoặc là mình đặt vào chậu cả nhà nha. À, chơi cái hàng rừng này cả nhà biết rồi, em nói nhiều rồi, nó chưa sổ mặt bông thì mọi người về năm nay bắt mặt bông thì nó hay nhé cả nhà nhá. Gà tròn nguyên bản. Long nhãn. Long nhãn một cái đống. Hình số 14 100.000. Một đống này về vàng lá thì mọi người ngắt hết đi cho em, chờ mà ngắm hoa thôi. Đây là long nhãn thuộc dòng size nhỏ nhé cả nhà nhá, thuộc dòng size nhỏ 140.000. Ghép long nhãn này hình số 14 100.000. Mọi người về ghép hết thành một cái giò to cho em, đừng có chia nhỏ làm gì. Cái dòng này nó rẻ mà hai là mình chơi cái giò to cho thích như cả nhà nhá. Còn bác nào không gian thích chơi như giò nhỏ thì ghép 4 5 giò thoải mái. Tiếp tục hình số 13 long nhãn 100.000, cũng dòng size nhỏ nhé cả nhà nhá. Như những cái dòng như thế này thì mọi người ghép đơn cho em nhé, ghép đơn giúp em với. Chỉ còn cái tầm tháng hơn tháng nữa là cây nó sẽ là gọi là lúc đấy vào nó không hợp lý nữa, nên mọi người tranh thủ cái thời gian này. Hình số 11 100.000. Từ giờ đến tháng 12, từ giờ bây giờ sắp sang tháng 10 rồi, có nghĩa là trong vòng tầm 2 tháng nữa thôi. Mọi người tranh thủ mà vào hàng cân. Thật ra là nó rẻ mà mọi người về nó dễ thuần, đỡ tốn chi phí nhá cả nhà nhá. Hình số 11 100.000 long nhãn. Hình số 12 cũng 100.000. Ghép giò to cho em. Và cứ theo qua ba cái bước ấy cho em để cây lan nó ổn định và mọi người nó thuần được giò lan nó dễ dàng, nó tránh rủi ro nhé cả nhà nhá. Hình số 12 100.000 long nhãn. Rồi lại tiếp tục đi quay ra từ đầu này. Dề. Cả nhà tưởng tượng nhé. Ví dụ như đây, đây là những cái cuống hoa vụ vừa rồi nhá. Cuống hoa vụ vừa rồi này các bác nhìn limit chưa? Limit. Hình số 10, hình số 1 300.000.
Em cho mọi người xem tưởng tượng. Em cầm này nó hơi rung máy, mọi người thông cảm nha. Nguyên một cái dề, nguyên một dề cái gì nhỉ? Môi tua, hoàng thảo môi tua. Khi nó nở hoa thì nó vàng chóe nha cả nhà nhá. Dề này nó em không phải nó phét chứ chả cần giá thể, cứ thế này để đặt lên một cái chậu là nó sống thoải mái. Đấy, nhưng mà miễn sao mình bón phân cái thứ cho nó. Đấy, tại vì trong cái bộ này nó có, còn vẫn còn rất nhiều gỗ vụn các thứ ở bên trong này. Đấy, nguyên một dề. Trồng dề thì bao giờ nó khỏe, trồng dề thì bao giờ nó sẽ là dễ thuần cây nhé cả nhà nhé. Mà hai là khi nó ra hoa thì nó sẽ nở đồng loạt cho mọi người thì ngắm nó đẹp hơn. Hàng kia, hàng dề nó chỉ kém sau mỗi cái thằng là hàng nguyên bản thôi cả nhà nhá. Hình số 1 300.000 hoàng thảo môi tua. Hình số 2 250.000 hoàng thảo môi tua. Một loại thân gọi là thân dường như là thân gọi là có sơ bên trong ấy. Đó, sơ bên trong nên ra là nó rất là khỏe cây, dễ thuần cả nhà nhá. Đấy, dòng nào thuần như nào thì mọi người em bảo luôn. Như những cái dề này mọi người ốp vào cây cao, nếu mà thích chơi ở trên cây thì mọi người ốp vào những cái cây luôn. Và không thích chơi về chậu thì mọi người cho vào chậu hoặc lũa nhé cả nhà nhé. Hình số 2 250.000, hình số 2 250.000 hoàng thảo môi tua. Hình số 3 cũng 200.000, toàn dề cho mọi người thấy thân tơi cái nhà đấy. Thân nó phình nó khỏe này đấy. Đấy, thuộc dòng thân sơ đấy, trong rất nhiều sơ, nó cây nó rất khỏe. Thằng này mới cái thằng sơn thủy tiên này, mới cái thằng kiều vàng này đấy. Để có chuyển đi chuyển lại bao nhiêu lần không vấn đề gì, cây nó rất khỏe cây. Một dề, hai dề, ba dề, bốn dề, bốn dề nha cả nhà nha. Mùa này mọi người cứ ghép lên cái sau bắt đầu là chỉ tưới nước cho em thôi, chưa cần phải là về nhá. Cái dòng mới ghép này mọi người đã ngâm như thế rồi thì mọi người không phải tưới phân bón lá này, không phải, chưa phải cho phân vào đâu nhé cả nhà nhá. Khi nào nó ra rễ, nó bén rễ, cây rễ nó khỏe thì mọi người mới bắt đầu cho phân nhá. Hình số 4 100.000. Đây là ví dụ là hàng cân mọi người lấy thì em cứ nhặt đủ một cân cho mọi người, toàn những cái dòng đã chọn rồi nhá. 100.000 hàng thảo môi tua. Nhiều bác thì cứ hỏi bảo thế về bây giờ anh đã phải đính phân chưa? Đính phân thì nói chung là đính thì thôi cứ để đấy thôi, nó chả tác dụng gì, nó còn ảnh hưởng đến là khi mình tưới nó trôi hết cái dinh dưỡng của cái phân rồi, đến lúc cây nó có ăn thì cũng chả còn gì nữa. Một dề này. Nên hàng mới ghép thì mọi người không nhất thiết là phải cho phân. Hai này, ba dề này. Hình số 5 200.000, hình số 5 200.000 nhé cả nhà nhá. Nếu mà mình bón phân trước ấy, thì nó lại còn có một cái bất lợi này này. Bất lợi là mọi người mà chọn phân không tốt, phải cái phân lởm, phải cái phân đấy thì khi rễ nó ra thì nó chạm vào cái phân đấy nó sót, nó hay bị chùn cái rễ và ngừng phát triển. Nên mọi người cứ để cho cái bộ rễ nó khỏe khoắn sau bắt đầu mọi người mới phun phân nhé cả nhà nhá. Để phân nhá. Hình số 22 kiều vàng. Đây, dòng sai ngắn, dòng sai em chọn ra đây. Nhìn thấy đẹp chưa? Một cái kiều vàng. Về kiều vàng thì theo em thì mọi người, ví dụ như này, mọi người ghép vào một cái giò lũa, lũa to để chơi nhé. Dòng xanh ngắn này nó rất dôi cây, nhìn cây nó rất đẹp. Và cũng lưu ý mọi người, khi mọi người xe mua thì có thể là về để trong hộp, những cái lá này nó vàng một, nó không vàng hết nhé. Riêng kiều vàng thì nó không thể xuống lá hết được đâu nhá. Kiều vàng mà xuống hết lá thì có nghĩa là lại dở hơi cả nhà nhá. Nó chỉ một hai cái lá nó vàng, ba bốn lá nó vàng thì mọi người thông cảm nhá. Hình số 22 220.000 kiều vàng, nguyên kiều vàng nhé, dòng size chọn nhé cả nhà nhá, size nhỏ chọn nhá. Riêng cái dòng thân đơn mà lại xuống lá là dở hơi nhé, còn thân thòng nó xuống lá là cái chuyện dĩ nhiên nhé cả nhà nhá. Bác nào chơi lan nắm hỏi giúp em nhá. Còn nó vàng vàng hết lá thì nó mất cái thẩm mỹ, và hai là nó vẫn ra hoa bình thường, nó vẫn ra hoa bình thường, nhưng mà nó ghép lên giò lan nó không được đẹp nhá. Riêng cái dòng thân đơn đấy. Hình số 22 23 cũng 220.000 kiều vàng, dòng hàng chọn cả nhà nhá. Như này là em cứ chọn một cân này đấy.
Còn nếu mà cái đống ngoài kia thì em cứ bán 200.000 một một cân đấy. Còn đây thì hàng chọn thì em sẽ bán 220.000 một cân nhé. Hình số 23 220.000. 22 230.000. À 220.000. Kiều vàng. Kiều vàng chơi hay mà. Nó hoa kiểu như cái chuông. Hình số 24 220.000. Hình số 24 220.000. Đấy, toàn size nhỏ nhỏ vừa vừa rôi cây nhá. Cây tơ mầm tơ đây, đấy. 220.000. Hình số 24 220.000. Những cái hình như này thì mọi người chọn hình nào cũng ok, cũng tuyệt vời nha cả nhà nhá. Đấy. Em nghĩ là video này sẽ nhiều bác chốt đây. Hôm qua cũng có hôm qua đi Mường Tè kiếm mối để lại tiếp tục là tìm những cái mối nó rẻ hơn này, nó hàng nó đẹp hơn để cho mọi người sưu tầm đấy. Hình số 25 220.000, hình số 25 250.000. À 220.000, kiều vàng nhé cả nhà nhá, kiều vàng. Kiều vàng, dòng size chọn nhé, dòng size chọn cả nhà nhá. Em thấy là quay nếu mà những cái hàng rời này em quay cam sau thì nghe có vẻ hợp lý hơn đúng không cả nhà? Đấy. Nhìn nó rõ ràng và nó minh bạch hơn. Đấy. Hình số 26 220.000, kiều vàng. Cứ đều đều các bác, những hình này các bác chọn hình nào cũng được. Em thấy ưng mắt thì chắc chắn là mọi người cũng thấy hợp nhãn thôi. Hình số 26, 220.000. Có duy nhất hôm nay được một tí này, gọi là kiều mỡ gà. Chắc bạn mọi người vừa chơi lan thì mọi người biết rồi, kiều mỡ gà. Hình số 21, 250.000. Kiều mỡ gà thì nó sẽ đắt hơn kiều vàng cả nhà nhá. Kiều mỡ gà nó đắt hơn kiều vàng. Kiều mỡ gà. Có cái là khi nó ra cái mặt bông thì nó vàng, các bác nhìn thấy cái mỡ gà như thế nào thì nó mặt bông như thế. Hình số 21 250.000, kiều mỡ gà. Kiều vàng. Dòng này dòng size hơi dài hơn một chút này. Hơn dài hơn một chút này. Đây. Đây anh em đi lấy bây giờ mới mang vào này. Đó. Cứ hàng tươi để chọn cho mọi người nhá, cô chú anh chị em là yêu này nhớ là chia sẻ cho em ạ. Bình luận, comment, chia sẻ và cho em xin một like nhé. Hình số 27, 220.000. Kiều vàng. Cái này thì thưa với cả nhà có một dề. Cái này thì chơi giò ghép lũa thì quá phê luôn. Hình số 27, 220.000. Và cái này nguyên một dề. Đấy. Nguyên một dề. Hàng chọn nhé cả nhà nhé. Hai dề này. Cả nhà ơi, đây này, về ghép gỗ lũa cho em nhá. Ghép này. Ốp vào đấy, để cho ốp vào để cho nó cây nó ngổng lên này nhá. Ngổng lên này. Nó ra hoa nó trũ xuống kiểu như chuông ấy. Đây này, ví dụ cho hàng trong rừng thì nó cứ bị bẩn lá này, thì thoảng có cái lá nó bị con sâu nó cắn này, các con côn trùng ở trong nó cắn là chuyện bình thường nhé, không bao giờ thể tránh khỏi được, kiểu như nhà vườn đấy nhá, nhà vườn còn bị cắn đấy. Hình số 27 220.000. Hình số 28 220.000, cũng hai dề. Cũng hai dề cả nhà nhá. Kiều vàng thì nó lá nó hay bị vàng xuống lá nhanh khi vận chuyển, mọi người thông cảm nha. Đấy đặc tính của cái loại này nó như thế rồi, các bác thông cảm. Hình số 28 220.000. Ô à, thằng này một dề này. Cũng 220.000. Một dề này, nguyên một dề nhá, kiểu vàng nhá. Nhìn thế này em quay này, nhưng mà có nghĩa là có những cái thân nó lá nó bị sâu sâu rồi, nó bẩn bẩn này này. Đó. Nó bẩn bẩn này, nó sâu sâu này, về để trong vườn mình chăm nó là vài hôm là nó sẽ tự bay đi, nó hết bẩn đi thôi nhé cả nhà nhá. 220.000. Hoàng thảo ngũ tinh, hoàng thảo u lôi. Em vẫn khuyên, em vẫn tư vấn cho mọi người là làm lên một cân về mà ngắm hoa Tết. Chả cái tội gì. Hình số 15 220.000. Gọi là bán dương u lôi, em phải nói thật luôn mọi người này. Bán không lãi. Tại vì sao này? Nhất này. Em về em cắt này, cắt này mỗi một cân là mất một nặng này. Mất một nặng này. Em để đến qua một ngày.
Tại vì thân này tích nước nhiều này, nó tích rất nhiều nước. Đấy. Đâm ra là nó hao hao cực kỳ luôn. Mà lấy vào nó đắt, mà mỗi một cân này mình lãi được mấy chục. Đấy. Đâm ra là một cân nó sẽ hao đi, là coi như là hàng chục cân sau nó phải gánh vào. Đâm ra là bán này gọi là bán nhiều mặt hàng để cho các bác sưu tầm thôi. Thì các bác ủng hộ nha, hình số 15-220.000, một mã thân tơ, dòng thân ngắn nhé cả nhà nhé, hoàng thảo ngũ tinh ấy. Tiếp tục cái này thì gọi là bán vui cho mọi người, hình số 17-100.000, gồm có phi điệp vàng ghép, mùa này ghép vẫn ok nhé. Đấy. Những cái thân này làm sao tí em bó thì để nó đỡ bị gãy, những cái thân này đỡ thôi chứ không có thể được 100%. Và long nhãn nhé cả nhà nhé, hai một đống này, hình số 17-100.000, vừa miếng chưa cả nhà. Đấy. Chỉ có like em mới có những cái loại 100.000 với mấy chục như này thôi. Hoàng thảo ngũ tinh, hoàng thảo u lồi 220.000, hình số 16 220.000. Tuyệt vời, toàn thân tơ nhá. Còn ngoài kia em vẫn còn, mọi bác nào lấy thì lại chọn nha cả nhà nhá. Đây, chỉ còn vài giò nữa thôi cả nhà nhá. Hài đuôi công, không lấy là tiếc, không lấy là không còn nữa. Hình số 35-100.000, làm giống cả nhà nhá. Cái này về mọi người để nguyên cái giá thể này cho em. Giá thể này cho em nhé. Giá thể này em làm sạch sẽ mà nói chung là có quy trình hết rồi. Để nguyên và bốc lên, bốc bốc nhé, bốc cả rễ nó, đặt sang chậu sứ cho em cho nó đẹp nhá. Hình số 35-100.000, hài đuôi công. Hình số 36 cũng 100.000, hài đuôi công. Những cái này là nó bị cháy này, bị hôm mưa ấy, sau đến lúc là nó có hiện tượng thối cái em dọ, em chữa nó cái thì bây giờ nó đã cháy, cháy lá thì ngon lành cành đào nhá. Hình số 36 100.000. Đây cả nhà nhá, chả giấu giếm gì mọi người đâu. Không giấu giếm gì mọi người. Đây hàng các bạn ấy vừa đi về đây, ví dụ đây là cục ý ngọc nguyên bản này. Đấy. Hàng của em thì bao giờ nó hàng tươi như này. Cứ hàng vừa về rừng cái là các bạn, bác mà các bạn ấy mang vào. Đấy. Một ngày đây, đây một ngày hai công đi làm đây. Đấy, hai công đi làm nhá. Không phải là dễ dàng gì đâu mọi người ạ. Đây, hai công đi làm đây, mua tua đây, cũng tươi đây. Đấy. Đây cũng được một thân u lồi đây. Mọi người để một tí để xem cái video này thực tế nhá. Đây. Một nhúm cái loại gì nữa đây. Đây. Nhất điểm hoàng đây. Đấy. Đấy, được ngần này đây. À, có một thằng tí kiểu dẹt này đây. Đấy, đi cả ngày đấy. Vất vả chứ cả nhà. Đấy. Hai công làm việc ấy. Được tí này thôi mà toàn loại những cái loại nó rẻ tiền đây. Đấy. Đâm ra là các bác biết là công sức các anh em đi lấy được một cái cây lan trên rừng về không phải là chuyện đơn giản mà lấy được nhiều đâu. Có hôm còn đi còn trả được cái gì ấy. Mà hai công mà đi vãi vào rừng sâu, rừng xa, nguy hiểm nữa. Rồi mọi người đấy cái thực tế nhé mọi người nhé. Rất mong là cô chú xem và nhớ là đặt hàng thì anh em mình cũng đều có trách nhiệm với cái cây lan khi mình đặt nhá. Tiếp tục hai đuôi công, hình số 33, 100.000. Chờ anh chút nhá. Rồi chờ anh tí tí anh quay xong đã. 100.000. Hình số 34, 150.000, hai chậu này. Cái này thì nó lần trước nó dính mưa nó đang định thối thì em chữa được đấy. Thì chia sẻ giống cho mọi người đấy. Đây, nói cũng nói với đây cũng có hai em đây bán, ví dụ bán cho mọi người lấy của bọn em bao nhiêu thì kê lên một chút đây, không giấu giếm gì đâu. Hai giò này 150.000. Tiếp tục đây cái dòng đặc biệt, đặc biệt còn đúng duy nhất một kỳ này nhá. Hình số 19-300.000, đây là đùi gà Lai Trần Tuấn nhé cả nhà nhé. Còn một kỳ kỳ gọi là lần trước bình thường là em bán 500.000, nhưng kỳ này nó gọi là kỳ còn kỳ sót, kỳ sót kỳ nó còn mầm gốc các thứ cực kỳ khỏe, dễ khỏe các thứ ngon lành rồi, nhưng mà kỳ sót kỳ nhỏ nhỏ xinh xinh để cho các bác sưu tầm nha. Cái này độc quyền Lai Châu, độc quyền Lai Châu, chỉ có Lai Châu mới có thôi. Hình số 19-300.000,
có một nhà vườn có thôi chứ không phải là ấy. Đùi gà ba trầu, đột biến ba trầu nha, hình số 20 300.000 cho mọi người ngắm mặt bông. Nhiều bác chưa biết thì chưa bản bông. Cây này rất khỏe, rất lực nha cả nhà nha. Đây lên được một mầm nữa này, để lên một mầm nữa này. Hình số 20 300.000 cho mọi người ngắm mặt bông nha. Đây, mặt bông của đùi gà ba trầu đấy nha cả nhà nha. Nhìn thấy tuyệt vời chưa cả nhà? Bác nào xem nhớ cho em xin một nút like với nhá. Đừng quên cho em xin một giây thôi, dành cho em một giây để ủng hộ em cái tương tác nhá. Đấy, đùi gà bã trầu tuyệt vời chưa, đùi gà bã trầu nhá, rất tuyệt vời luôn. Gà thì nó sẽ rất nhiều loại gà cho mọi người. Rồi mời mọi người ngắm cái bông Trần Tuấn nhá, thân nó dẹp dẹp kiểu như Trần Tuấn này, nó hàng lai, lai Trần Tuấn cũng là lai tự nhiên trên rừng đấy, nó là đột biến đấy chứ không phải là lai công nghiệp nhé cả nhà nhá. Lai Trần Tuấn đây, cho mọi người ngắm cái mặt bông Trần Tuấn này. Đây, mặt bông của đột biến dòng đùi gà lai Trần Tuấn đây nha cả nhà nha. Có hai hình duy nhất thôi cả nhà nha. Đây là đùi gà chớp cả nhà nha, đùi gà chớp có 4 kỳ đây. Đấy, kỳ rất khỏe này, nhìn này. Cái này thì nó là nuôi cái thân này này, đấy, nuôi thân này, một lá nó vàng, 4 kỳ này cả nhà nha, cân đối cho em nha. Cái này nó người ta trồng vào nguyên nó khỏe cây rồi, em không muốn cắt ra. Nếu cắt ra thì cho nhiều bác sưu tầm thì nó dễ, nó đơn giản hơn. Nhưng mọi người mua được cái như này, mọi người về nhân giống, năm sau chắc chắn có giống để cho mọi người chia sẻ cho các bác nha. Đây là mặt bông của đùi gà chớp. Đấy, đùi gà chớp phê chưa, chơi đùi gà hay lắm, cực kỳ hay luôn. Đùi gà chớp nha, hình số 32 600.000, hình số 32 600.000 nhá. Đùi gà chớp cả nhà nhá. Dòng đột biến ạ. Rồi, kèn. Có một duy nhất một hình này. Hình này thì là hôm trước là đây, cái này thì hôm trước nó bị gãy mất. Để thế cuối cùng cứ chuyển đi chuyển lại gãy mất cái thân này, tiếc đứt ruột. Chả được đồng nào mà cuối cùng bị lỗ đây. Gãy như này thì đâm ra là mọi người nhiều khi là bảo không thích ấy, nhưng mà bác nào hiểu bảo thôi nó gãy mấy cái chóp như thế thì nó tại vì nó thắt ngọn rồi, nó không ảnh hưởng đến cái ví dụ như thằng này 60 phân này, 2 4 này. Vẫn còn 60 phân nhé, vẫn còn 60 phân nó ra hoa thì thôi rồi, hoàng thảo kèn Lai Châu nguyên bản. Mặt gốc thì to vật vã, cây cả một cụm rất khỏe nhá, nguyên một rề nhá. Có một thân già này, hai thân già, ba thân già. Bác nào cầu kỳ hơn thì có thể chọc ra thì vẫn có thể là ra kỳ nhé cả nhà nhá. Nguyên bản đùi gà tròn. Ai quên mất hoàng thảo kèn nhé cả nhà nhá. Thôi bán cho mọi người. Hình số 3, hình số 30 380.000, hình số 30 380.000 hoàng thảo kèn Lai Châu cả nhà nhá. Đấy, mọi người cân đối cho em. Cái này ra hoa thì mỹ mãn luôn. Về mọi người có thể là trồng này, đặt vào cái chậu này cho ngập cái giá thể lên tận đây nhé cả nhà nhá. Đừng có che mét gốc này. Đấy, cho giá thể ngập lên tận đây, trồng vào vỏ thông, còn cứ để nguyên này, đừng có cắt bớn xén gì nhé cả nhà, tại vì nó là nguyên bản nhé, nó đang khỏe cây rồi. Nó dư vào tầm 60 phân ấy, hình số 30 380.000 nhá. Đây, dề kim thoa nhá. Nhờ em trai em cầm, em vừa đi rừng về cầm đây. Đấy. Dề đây thì mọi người nhìn nào, nhìn phê chưa? Đây, vàng như là 4 con 9 này. Đấy. Nguyên một dề, rất nhiều thân tơ. Để cách ghép thì mọi người ốp vào cây cau cho em này, em quay cái màng mảng ra sau anh với. Đấy. Đây. Cứ thế này về đóng vào cái cây cau. Không sống mới là lạ cả nhà nhá, không sống mới là lạ. Cả nhà biết cái này bao nhiêu đâu? Hình số 18 280.000. Hình số 18 280.000. Đấy. 280.000 cả nhà nha. Quá phê, ôm vào cây cao cho anh. À rồi anh cảm ơn. Rồi có hai giò hoàng thảo vôi của nhà em cho các bác sưu tầm nhé. Hoàng thảo vôi thuần 4 năm nay rồi, 3-4 năm nay rồi. Rất khỏe. Dễ thì gọi là miên man. Về thì đính cho em thêm cái phân lên thanh sắt này này để cho nó rõ số này cây nó ăn nha. Hình số 37 250.000. Hình số 37 250.000. Đính lên cho em nha. Hình số 38 cũng 250.000.
Đấy. Bằng em ghép bằng cái gỗ thớt 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 nhãn nhé cả nhà nhá. Thớt nhãn. Cô chú anh chị em yêu quý thì mọi người cho em xin một nút like nhá. Nhớ cho em xin một nút like thôi, em không xin nhiều đâu, mỗi người chỉ cho em một cái là được thôi. Sâu răng vẫn là 100.000 một chai nha cả nhà nha. Có dùng rồi, tốt nha cả nhà nha, 100.000 một chai. Cao xoa bóp cũng 100.000 một chai này, cho các ông bà già bố mẹ của nhà mình, nó làm toàn bằng cây và thuốc gia truyền của các bác người giao ấy, ông già nó lành tính nha cả nhà nha. 100.000 một chai. Tinh dầu sả Mường Tè bao nhiêu nhỉ? Tinh dầu sả một chai này là 250.000 nha cả nhà nhá. Nguồn gốc là ở trong Mường Tè trồng nhiều nhất, tinh dầu sả Mường Tè nổi tiếng nhất. Rồi, em cảm ơn mọi người, cảm ơn tất cả cô chú đã xem và tặng cho em một món quà, đó là một cái like. Like trong cái video. Chúc toàn thể gia đình mình một buổi tối thật là ngon miệng nha. Em xin chào cả nhà. Tôi định định để là ngày mai mới quay, thôi quay luôn cho mọi người cho nó tươi nhé cả nhà nhá. Cũng có một ít thôi đấy, đấy có hai cái đồng chí vừa mang về này. Đấy các bác đấy. Nhà em nó chỉ như thế thôi. Hàng cứ tươi như này. Hàng vừa về đây, trong rừng đây, trong rừng vừa lấy về đây. Nó cũng đang vàng lá để nó sung lá để ra hoa này. Khỏe cây chưa? Rồi, mời mọi người nhá. Cái loại linh tinh lang tang này gồm có này. Một khúc nhất điểm hoàng nguyên bản này. Nhất điểm hoàng nguyên bản này. Đó. Nguyên bản rất đẹp, rất đấy nhá. Đây gồm có một thân u lồi này. Đấy, lấy của người ta như nào thì em lấy quay đúng cho mọi người. Đấy. Thắt ngọn này. Lá thì nó sâu xìa này. Nhưng thân thì nó lại mập ú, thân thì đẹp tuyệt vời. Đấy. Lá thì nó như thế nhá cả nhà, lá không quan trọng nhá. À, hai loại rồi này. Thằng này là gì đấy, giống kền đấy. Ôi thằng này là loại gì nhỉ? Hạc vĩ hay gì nhỉ? Hạc vĩ. Hạc vĩ cả nhà nhé. Hạc vĩ. Thân xanh đét này. Mới để lại cái thân này vậy. Lạ lạ. Hạc vĩ. Thôi được vút vào đây. Hoàng thảo tam bảo sắc. Đấy. Bốn loại làn. Thôi không thôi. Đây là gì đây? Thân nó nhỏ nhỏ, nó toàn xanh sạch, trắng bông như vậy. Hàng thảo Henry. Còn đây phải Henry không? Đây hạc vĩ nhá. Đấy, nhiều chuyên gia thẩm ấy. Em nhiều loại chơi lâu nhưng mà không để ý bằng vợ em đâu mà. Hạc vĩ đúng không? Không phải hạc vĩ. Không phải hạc vĩ loại gì. Nhưng sạch sành thích nhỉ? Cái này nó gần giống thân ý ngọc. Thôi được, chả biết nhưng mà nó là loại lan chắc... Ý ngọc hay sao? Và một dề mối tua đấy, 4-5 loại như này, tươi như hoa trên lá. Hình số 40, 150.000, 150.000 cả nhà nhé. Đã biết đây, cho thêm một đây. Kiều dệt. Đây là được trồng vào cây đào hay cây gì trước nhà này. Hình số 39, 100.000 kiều dệt nha, rất hiếm. Nhưng mà em nói luôn này, nói luôn này. Cái này là nó bị gập nhá. Đấy, vận chuyển nó bị gập này nhá. Có nhưng mà mọi người lưu ý là gập khác, còn gãy khác, nó hỏng khác nhá. Gập này nó vẫn ra hoa bình thường. Tại vì chắc mao mạch của bên trong nó vẫn có, vẫn nó kiểu nó gập lại thế này thôi. Mao mạch bên trong nó vẫn phát triển bình thường nhé. Hai thân kiểu dẹt nhưng mà lại thành một rễ nhé. Mọi người về kích ra nhá. Hình số 39 100.000 kiểu dẹt. Hiếm, hiếm có khó tìm lắm. Ý ngọc tươi đây. Đây có những thân vừa lấy về nó rụng hết lá rồi. Ô nguyên dề này. Đấy, đẹp tuyệt vời. Ông lại bảo cứ hàng không tươi. Hình số 41 150.000. Về xuống lá, rụng hết lá đi hộ em. 41 150.000 ý ngọc. Nhất điểm hoàng nguyên bản. Cái này thì mini. Thân mập như là đẹp thế. Đấy. Đẹp chưa? Nguyên bản nhé cả nhà nhá. À, cái này là bó vào này. Đây đây đây, cái này bó. Đây thằng này,
nó là nguyên bản nhưng mà nó lại buộc lấy cái dây đấy, không để ý. Nhiều khi là cũng nhiều trường hợp em bị nói oan ấy, nhiều khi em không để ý ấy, dân người ta cứ bó này đấy, bó nguyên một khúc này đấy. Cũng là gỗ nhá, nguyên bản đấy nhá. Đấy, là một cái này hình số 42, 170.000, đẹp tuyệt vời, không phải không tì vết cả nhà nhá. Đấy, toàn thân tơ. Toàn thân tơ nhá. Đẹp. Mua rẻ, ngon bổ rẻ. Đấy. Công người ta các bác đi lấy ngần này thôi này. Ý ngọc nguyên bản. Hình số 44, 150.000, nguyên bản. Đấy. Về đặt vào chậu cho em thôi. Cây thì khỏe như voi. Nó đang nguyên bản thì không phải lăn tăn, chỉ việc chốt thôi. Thân này đấy. Lấy về vàng ươm này, ăn nắng 100% này, 150.000. Hình số 44, 150.000. Ý ngọc nguyên bản. Thằng này nó ở trong rừng sâu nên ra lá nó sẽ xanh, nó không ăn nắng mấy, nó không sẽ, nó sẽ xanh nhé. Đấy. Nguyên rể nhá, nguyên bản, rất đẹp, rất tuyệt vời. Hình số 13, 200.000. To đẹp, mỹ mãn nha. Khỏe như voi của Hai Bà Trưng. Rất tuyệt vời. Đó, có mới hình thế thôi cả nhà nha. Rồi, em chào cả nhà.